công tác xả lúa các bạn ha, vừa chụp vừa quẹt luôn các bạn. Cũng vừa rất là đậm ha. Chụp xong rồi thì đất nó sẽ đổ về rất là vàng, xả lúa lên là lúa sẽ hạt lúa sẽ dính vào đất, đất nó nhão ra hạt lúa sẽ dính vào đất, lâm mầm nó dễ các bạn ha. Canh sao để anh điều khiển ăn nhiều ăn ít các bạn, lấy rất nhiều ít các bạn, rất là đậm đà. Nhánh cây đằng sau để tạo rãnh nước không ạ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.